Bộ đội Bình Xuyên, tác giả Hồ Sơn Đài, Đỗ Tầm Trương, Hồ Khang, giọng đọc Hải Yến, số 12. Nhận rõ sự phức tạp éo le trong tâm khảm của một số cán bộ chiến sĩ trong liên khu Bình Xuyên, khu ủy và bộ tư lệnh khu 7 cho rằng vấn đề liên khu Bình Xuyên không bó gọn trong cá nhân Bảy Viễn, khi xử lý cần phải tính đến các mặt khác liên quan trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối cao của kháng chiến, đảm bảo sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ các đơn vị liên quan, làm thất bại âm mưu của kẻ thù. Sau khi cân nhắc, khu bộ trưởng Nguyễn Bình và chính trị bộ chủ nhiệm Nguyễn Văn Chí đi đến quyết định thanh trừng một số tên phòng nhì và tay sai phản động trong ban chỉ huy các chi đội 9, 21, 25. Nội dung cuộc thanh trừng gồm: 1. Phương hướng chung, thực hiện phân hóa sâu sắc hàng ngũ kẻ thù, thấy rõ ai là kẻ chủ mưu, ai là người bị lợi dụng. Trên cơ sở đó có biện pháp thích hợp với từng loại đối tượng. Về cá nhân Bảy Viễn, tìm mọi cách tách khỏi ảnh hưởng tác động và sự chi phối của bọn tay chân phòng nhì, chỉ cho Viễn thấy rõ âm mưu và thủ đoạn thâm hiểm của địch, cũng như những lầm lạc và tội lỗi của mình, từ đó làm cho Viễn hồi tâm trở về với kháng chiến. Với bọn phản động và nhân viên phòng nhì cùng các loại nhân viên khác của địch cài vào tổng hành dinh, bộ tham mưu, các ban ngành, các chi đội, cùng bọn tay sai cơ hội đồng lõa, phải kiên quyết và nhanh chóng bắt gọn, không bỏ sót, không bắt nhầm, hết sức chú ý thu gom và lưu giữ các giấy tờ, tài liệu, hồ sơ của chúng. 2. Phương châm: bí mật, bất ngờ, tiến hành vây chặt, đột kích nhanh. 3. Thời gian tiến hành sẽ quy định và thông báo sau. Trước mắt, các đơn vị, các bộ phận được giao nhiệm vụ phải khẩn trương bắt tay vào chuẩn bị. Thấy trước những khó khăn phức tạp trong việc xây dựng quyết tâm hình thành phương án tác chiến, khu ủy, bộ tư lệnh khu một mặt báo cáo và xin ý kiến xứ ủy, ban quân sự Nam Bộ, mặt khác thường xuyên theo dõi chặt chẽ, sát sao các diễn biến của tình hình, kịp thời lãnh đạo chỉ đạo cấp dưới trong công tác chuẩn bị. Nguyễn Văn Chí đặc trách chỉ đạo trực tiếp quá trình chuẩn bị và thực hiện ý định của khu ủy, bộ tư lệnh khu về cuộc thanh trừng. Sau khi làm việc với ban chỉ huy các đơn vị bộ đội trực tiếp tham gia cuộc thanh trừng, khu ủy ra quyết tâm thực hành phân hóa hàng ngũ kẻ thù, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, nhanh chóng tổ chức triển khai lực lượng, chọn lựa và nắm chắc đối tượng, bí mật bao vây, thực hành đột kích, dứt điểm gọn các mục tiêu, bắt đúng đối tượng, đảm bảo an toàn, nhanh chóng và hiệu quả. 1. Ban chỉ đạo thanh trừng, trưởng ban Nguyễn Đức Huy, phó bí thư khu ủy, kiêm bí thư đảng bộ liên chi đội 2, 3. Các ủy viên: Dương Văn Hà, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy liên chi đội 2, 3. Nguyễn Việt Hồng, phó bí thư đảng ủy, chính trị viên trung đoàn 300 Dương Văn Dương. Trương Văn Bang, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 922 thuộc trung đoàn 308. Võ Văn Thạnh, tiểu đoàn trưởng thuộc trung đoàn 300. Chức năng: tiếp nhận sự chỉ đạo của khu ủy, căn cứ vào điều kiện, tình hình đơn vị, đề ra phương hướng, yêu cầu cụ thể nhằm lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của ban chỉ huy thanh trừng và toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng tiến hành thanh trừng. 2. Ban chỉ huy thanh trừng, chỉ huy trưởng Trần Văn Tâm, Tám Tâm, nguyên chánh văn phòng chi đội 9, chính trị viên Lưu Quý Thoái, chính trị viên đại đội trong chi đội 4, chỉ huy phó Vũ Văn Hiệp, đại đội trưởng thuộc chi đội 9. Chức năng: quán triệt chủ trương, yêu cầu, phương châm, mục tiêu, biện pháp mà ban chỉ đạo đề ra, tiến hành phân loại các đối tượng, tiến hành thanh trừng tổ chức thực hiện. 3. Mục tiêu, đối tượng,
và yêu cầu. Mục tiêu: các sở chỉ huy các chi đội 9, 21, 25 và tổng hành dinh liên khu Bình Xuyên, sở chỉ huy của ban do thám và ban ám sát thuộc bộ tham mưu liên khu Bình Xuyên. Đối tượng: toàn bộ lực lượng biệt kích, sĩ quan và nhân viên phòng nhì cùng các lực lượng của địch gài vào liên khu Bình Xuyên. Các phần tử phản động đã gây nhiều tội ác với nhân dân và lực lượng kháng chiến. Yêu cầu tiến hành đánh trúng đối tượng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung dứt điểm từng địa bàn, từng vấn đề, tránh tràn lan phân tán. 4. Sử dụng lực lượng bố trí đội hình. Lực lượng sẽ tổ chức thành 3 mũi đánh vào 3 cụm mục tiêu. 3 đại đội trang bị tốt của Trung đoàn 300 Dương Văn Dương do Trần Sơn Tiêu, Năm Lê chỉ huy sẽ bao vây và đột kích 3 mục tiêu: Tổng hành dinh Liên khu Bình Xuyên, Bộ Tham mưu Tổng hành dinh và Sở chỉ huy chi đội 9. Đại đội 1 thuộc chi đội 21 đã tách rời khỏi chi đội 21 kéo lên khu 7. Bây giờ trở lại hoạt động, được tăng cường thêm một lực lượng do 7 nghiệp chỉ huy, sẽ phối hợp với lực lượng các đại đội 2, 3, chi đội 21 tiến hành bao vây chặt vòng trong và vòng ngoài sở chỉ huy chi đội 21, sử dụng một lực lượng làm nhiệm vụ thọc sâu đánh vào trung tâm sở chỉ huy. Một đại đội thuộc chi đội 9 do Trần Công Đức chỉ huy tiến hành bao vây và đột kích sở chỉ huy chi đội 25. 5. Cách đánh. Trên cơ sở nắm vững tình hình, bố trí lực lượng, quy luật hoạt động, bí mật tiếp cận và bao vây chặt mục tiêu, sử dụng một lực lượng làm nhiệm vụ thọc sâu, thực hành đột kích nhanh, mạnh, bất ngờ vào trung tâm, đè bẹp mọi sự phản kháng của bọn phản động và gián điệp, bắt đối tượng đã định trước, thu hồi gọn toàn bộ tài sản, tư liệu, sổ sách, hồ sơ trong các sở chỉ huy đó. 6. Thời gian, mật hiệu. Hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, ngày 15 tháng 5 năm 1948, bắt đầu nổ súng, căn cứ vào tình hình lúc không còn bảy viễn ở rừng xác, cấp có thẩm quyền sẽ quyết định. Thời gian thanh trừng trong vòng 10 ngày, mật hiệu hỏi, tảo, đáp, thanh. Trong khi phương hướng đã hình thành, các bộ phận đang gấp rút triển khai xây dựng quyết tâm tác chiến, thì tại Bộ Tư lệnh Khu 7, việc triển khai kế hoạch tách bảy viễn khỏi chiến khu rừng xác đã bắt đầu. Đầu tháng 5 năm 1948, Khu ủy Bộ Tư lệnh Khu đã gửi quyết định của Ban Quân sự Nam Bộ đề bạt Lê Văn Viễn giữ chức Khu Bộ trưởng Khu 7, Trung tướng Nguyễn Bình thôi giữ chức Khu Bộ trưởng để giữ chức Ủy viên Quân sự Nam Bộ. Điều 2 quyết định này chỉ rõ, ngày 19 tháng 5 năm 1948, Lê Văn Viễn phải có mặt tại trụ sở Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ và Sở Chỉ huy Ban Quân sự Nam Bộ hiện ở xã Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh, trung tâm căn cứ kháng chiến Đồng Tháp 10 để làm lễ nhận chức. 7. Công tác bảo đảm. Chỉ huy sở lấy Sở Chỉ huy Bộ Chỉ huy Liên chi đội 2-3 gồm văn phòng và phương tiện thông tin liên lạc làm địa điểm và phương tiện liên lạc cho Ban Chỉ đạo Thanh Trừng, sử dụng một số cán bộ thuộc Liên chi đội 2 và 3 phục vụ cho công tác chỉ đạo tại chỉ huy sở. Lập trại giam, thành lập 2 trại giam đối tượng loại 1, đối tượng đặc biệt, đặt tại núi Thị Vải. Võ Ngọc Phán, trung đội trưởng thuộc đại đội 3 chi đội 2, làm chỉ huy trưởng, và Nguyễn Văn Nam, chính trị trung đội 1, thuộc đại đội 2 chi đội 3 làm chính trị viên. Một trại giam khác đặt tại rạch Cá Út, ấp Bầu Bông, xã Phước An, Long Thành. Ba Bay, Năm Khoán, ban chỉ huy đại đội 1 chi đội 2 làm chỉ huy trưởng và chỉ huy phó. Trịnh Tuấn Châu, đại đội 3 chi đội 2 làm chính trị viên lực lượng bảo vệ. Lê Thành Công, Sáu Thịnh, trưởng ban tình báo chi đội 2 làm trưởng ban điều tra tội phạm. Lực lượng bảo vệ Ban Chỉ đạo Thanh Trừng lấy đơn vị vệ binh thuộc Bộ Chỉ huy Liên chi 2 và 3, hai trung đội thuộc Đại đội 2 chi đội 3 nhận nhiệm vụ bảo vệ trại giam Thị Vải, hai trung đội thuộc Đại đội 1 chi đội 3 và Đại đội 3 chi đội 2 bảo vệ trại giam Rạch Cá Út.
Mấy hôm sau, khu bộ phó Huỳnh Văn Nghệ lên đường tới rừng xác, vào tổng hành dinh liên khu Bình Xuyên gặp Bảy Viễn. Đây là một quyết định mạo hiểm. Trạm gác và các tay súng trong ban ám sát tình báo của bộ tham mưu liên khu Bình Xuyên răng khắp mọi ngả dẫn vào tổng hành dinh Bảy Viễn. Bọn phòng nhì ở bộ tham mưu cũng đã có kế hoạch và bố trí lực lượng để thủ tiêu ông. Bỏ qua những nguy hiểm rình rập, bình tĩnh và khôn khéo, Huỳnh Văn Nghệ đã thuyết phục Bảy Viễn về Đồng Tháp 10. Bảy Viễn bị đặt trước sự lựa chọn đầy gay cấn. Sau khi bàn bạc cân nhắc mọi khả năng, cuối cùng Bảy Viễn và bộ tham mưu đi tới quyết định. Bảy Viễn sẽ về Đồng Tháp 10 dự lễ tấn phong chức khu bộ trưởng, dùng một lực lượng hộ tống mạnh để bảo vệ và gây áp lực dọc đường đi về. Và trong thời gian ở lại Đồng Tháp 10, bộ phận tùy tùng gồm Lại Hữu Tài, cố vấn ngoại giao, Năm Bé, Lại Văn Sang, Tư Hiểu, các cố vấn quân sự. Ngoài ra, trong đoàn còn có Thái Hoàng Minh, Lê Pôn, cháu và con trai Bảy Viễn. Lực lượng hộ tống gồm hai đại đội trang bị mạnh, có súng lớn. Chỉ huy trưởng và tham mưu trưởng lực lượng hộ tống là Tư Hiểu và Bảy Cao. Lực lượng thủ trại do Tư Ti, chi đội trưởng chi đội 25 và Lâm Ngọc Đường đảm trách. Một ngày giữa tháng 5 năm 1948, Bảy Viễn cùng đoàn tùy tùng lên đường. Trước khi xuất phát, Lại Văn Sang, chi đội trưởng chi đội 9, cho tập hợp lực lượng hộ tống để phổ biến nhiệm vụ, hạ đạt mệnh lệnh hành quân, mời ngài tân khu bộ trưởng duyệt binh và nói lời hiệu triệu. Sau 3 ngày đêm hành quân, vừa đi ghe vừa lội bộ, đoàn quân tới hạ trại ở xóm Nhà Thờ, xã Nhơn Hòa Lập. Lễ tấn phong diễn ra đúng nghi thức. Trong lúc Bảy Viễn đang ở Đồng Tháp 10 dự hội nghị quân sự Nam Bộ, Ban chỉ đạo thanh trừng nhận được mệnh lệnh tiến hành thanh trừng của Nguyễn Văn Chí, Bí thư Khu ủy. Mệnh lệnh lập tức được triển khai thực hiện. Các đơn vị tiến hành thanh trừng lần lượt đưa lực lượng vào vị trí chốt chặt và thọc sâu ém sẵn xung quanh các mục tiêu. Giữa lúc đó, có chỉ thị của Sứ ủy Nam Bộ đình chỉ lập tức cuộc thanh trừng. Rừng xác mênh mông, các đơn vị thanh trừng đang ém quân bí mật, phân tán khắp các luồng lạch vạt rừng, đường đi lối lại khó khăn và nguy hiểm. Chỉ thị của Sứ ủy đã không đến kịp. 4 giờ sáng ngày 24 tháng 5 1948, cuộc thanh trừng bắt đầu. Các cánh quân bao vây và thọc sâu vào tổng hành dinh Bảy Viễn và bộ tham mưu liên khu Bình Xuyên, bắt gọn bọn phản động và nhân viên phòng nhì Pháp. Ở các cánh khác, lực lượng thanh trừng bắt được Tư Tị, Ký Huỳnh, Lê Văn Hanh. Lâm Ngọc Đường dùng ghe riêng chạy trốn, sau khi vội vã dùng vô tuyến điện báo nguy và yêu cầu bọn đầu sỏ phòng nhì Pháp cứu hắn. Biết Lâm Ngọc Đường, một gián điệp nhà nghề từng gây nhiều nợ máu, đang lẩn trốn trong các khu rừng quanh tổng hành dinh, quân ta kịp thời bao vây, phong tỏa giáo giết. Các đơn vị được tăng cường thêm tiến hành chốt chặt ở các cửa rạch sông, những vạt rừng sung yếu. Đồng thời, điều động thêm nhiều tổ toán cán bộ, chiến sĩ cải trang thành đồng bào lao động, làm các nghề than, củi đước, đánh bắt cá, theo các rạch, dùng xuồng, ghe, sục sạo truy lùng. Lâm Ngọc Đường thoát khỏi sở chỉ huy liên khu Bình Xuyên độ hơn 1 km, liền ra lệnh cho những người chèo ghe tạt vào rừng giấu và bảo vệ ghe, còn hắn tách lủi theo hướng khác, đi bộ vài trăm mét lại lộn lại theo hướng ngược chiều với đoạn vừa đi, tiến đến vùng tọa độ quy định. Đường loay hoay lẩn lút suốt 7 ngày đêm trong rừng sâu, lương thực hết, nước ngọt cạn từ ngày thứ tư. Ta triển khai việc thanh trừng được 4 giờ thì tàu thuyền chiến các loại của giặc Pháp xuất hiện càng lúc càng nhiều và dập dềnh xuôi ngược trên các dòng sông Xoài Rạp, Vàm Sát, Đinh Ba, phụ lưu của sông Đồng Chanh, phía hạ lưu, chỉ cách sở chỉ huy các chi đội 9, 21, 25 và tổng hành dinh nơi gần khoảng 4 km, nơi xa khoảng 6 km đường chim bay. Đó đây những khẩu đại bác 20 ly, 37 ly
trên các tàu nổ ầm vang từng loạt. Bỗng, Lâm Ngọc Đường nghe tiếng dầm bơi khuấy nước và tiếng người trò chuyện càng lúc càng gần. Một khe nhỏ có bốn người dân với dụng cụ dao, dựa, cưa, dây đi tới. Sau khi khẳng định đó là bốn người dân nghèo đi củi, Đường lên tiếng khẩn thiết yêu cầu cứu giúp. Sau khi nhận dạng, xác định đó là Lâm Ngọc Đường đang có lệnh truy nã, một trong bốn người đứng lên tỏ vẻ thông cảm, mời y đến gần ghe, rồi bảo ba người còn lại bày cơm nước mà họ dành để ăn, lao động làm củi, thết đãi y. Khi Đường vừa lên ghe thì bị bọn họ bắt sống, thu hết hành lý, áp giải về sở chỉ huy. Bốn người đi trên ghe là bốn chiến sĩ và lực lượng truy lùng giả dạng. Lâm Ngọc Đường bị bắt trong lúc chưa kịp phi tang các tang chứng, một cặp đựng tài liệu Pháp gửi cho Bảy Viễn, danh sách bọn phòng nhì và phản động, nhật ký ghi các vụ việc phá hoại, kế hoạch chiến khu ma và một cặp đầy ắp tiền Đông Dương ngân hàng. Ngày 31 tháng 5 năm 1948, cuộc thanh trừng kết thúc. Kết quả, lực lượng thanh trừng đã bắt hơn chục tên gián điệp và phản động. Trong số đó có Lâm Ngọc Đường, 10 dao, là thiếu úy biệt kích Pháp, tổng chỉ huy 20 ban đặc nhiệm Bộ Tham mưu, giáo sư Lê Văn Hanh, phái viên chính phủ của Thủ tướng Bù Nhìn Nguyễn Văn Xuân, bên cạnh Bộ Tư lệnh Liên khu Bình Xuyên, một số đối tượng quan trọng trong hai chi đội 21-25 và 70% lực lượng trong các ban đặc nhiệm, các trạm kiểm soát thu thuế. Trong số những người bị bắn chết sau đợt thanh trừng khoảng 2 tháng, có chỉ huy phó Bộ Chỉ huy Liên Chi 2-3 Trần Văn Đối. Tại Tổng Hành Dinh, Bộ Tham mưu Liên khu Bình Xuyên, lực lượng thanh trừng đã thu được nhiều tiền Đông Dương ngân hàng, vàng và một số tài liệu. Trong đó có một văn bản ký kết giữa đại diện quân đội Liên Hiệp Pháp khu vực Đông Nam Bộ với Tổng Chỉ huy Liên khu Bình Xuyên Lê Văn Viễn. 1. Quân đội Liên Hiệp Pháp chịu trách nhiệm về tình hình quân sự đối với tỉnh Gia Định, cam kết không tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào các lực lượng của Liên khu Bình Xuyên trong căn cứ rừng xác. 2. Lực lượng quân sự Liên khu Bình Xuyên và các lực lượng quân sự có liên quan hiện đóng trong căn cứ rừng xác, cam kết không tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào khu vực thuộc quyền kiểm soát của quân đội Liên Hiệp Pháp tại các tỉnh Gia Định, Chợ Lớn, nằm dọc bên tây hai con sông Nhà Bè và Xoài Rạp. 3. Chỉ huy quân đội Liên Hiệp Pháp chịu trách nhiệm về tình hình quân sự tỉnh Gia Định, có trách nhiệm báo cáo toàn bộ tình hình và đệ trình thỏa ước này lên Tư lệnh quân đội Liên Hiệp Pháp ở miền Đông Nam, phần Việt Nam chuẩn y. Ngoài ra, lực lượng thanh trừng còn thu được dự thảo thỏa ước giữa Bảy Viễn và quân đội Pháp, nội dung: 1. Tổng chỉ huy Liên khu Bình Xuyên bảo đảm không để xảy ra các hoạt động quân sự dọc tuyến sông Lòng Tàu gây thiệt hại về người và phương tiện vận chuyển thuộc quyền kiểm soát của Pháp. 2. Đổi lại, Pháp dành cho Liên khu Bình Xuyên các khoản viện trợ về tài chính, hàng tiêu dùng theo kế hoạch từng năm. Mặc dù phạm một số khuyết điểm như nóng vội, công tác phân loại đối tượng chưa chu đáo, ở một số nơi đã tiến hành tràn lan, làm cho một số người bị bắt và xử lý oan. Cuộc thanh trừng một số phần tử phản động và gián điệp Pháp trong bộ đội Bình Xuyên đã giáng một đòn mạnh mẽ vào thủ đoạn chiến tranh gián điệp, âm mưu gây chia rẽ nội bộ, tạo điều kiện để củng cố khối đoàn kết, xây dựng các đơn vị bộ đội ngày càng vững mạnh, tiến kịp với yêu cầu ngày càng cao của cuộc kháng chiến. Sau cuộc thanh trừng, một đoàn kiểm tra hỗn hợp được thành lập, gồm đại diện Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ, Ban Quân sự Nam Bộ và Sở Công an Nam Bộ được thành lập. Tạ Nhất Tứ làm trưởng đoàn, Trần Văn Hồng và Diệp Ba là ủy viên. Đoàn đã về ngay rừng xác để kiểm tra cuộc thanh trừng. Sau một thời gian làm việc, đoàn nhận định cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đã nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương yêu cầu của khu ủy khu 7. Trong quá trình tiến hành không có hiện tượng tư thù tư oán.
Riêng cái chết của Trần Văn Đối, đoàn không được ban chỉ đạo cuộc thanh trừng báo cáo nên không có kết luận. Tháng 6 năm 1948, bầu không khí u ám nặng nề của quãng thời gian 2 năm về trước đã bị luồng gió cuộc thanh trừng thổi quét. Những xà ảnh của nó còn lưu vương trong lòng cán bộ chiến sĩ Bình Xuyên. Một bản hiệu triệu được phát đi khắp nơi trong rừng xác và các vùng kế cận. Hỡi quý vị đồng bào, hỡi anh em chiến sĩ Bình Xuyên đi lưu động. Hơn 3 năm trường chiến đấu với thực dân Pháp muốn trồng lại ách nô lệ cho dân tộc ta. Chiến sĩ Bình Xuyên đã hy sinh không biết bao nhiêu xương máu để góp phần vào sự bảo vệ đất nước, giữ gìn độc lập tự do và đem hạnh phúc lại cho giống nòi. Bằng chứng là khu bộ phó Dương Văn Dương, Từ Văn Ri, Nguyễn Văn Hội và còn biết bao nhiêu chiến sĩ Bình Xuyên vì nghĩa vụ đã xả thân ngoài mặt trận, vì nước bỏ mình. Vậy mà bọn manh tâm bán nước như Lâm Ngọc Đường, Tư Thiên cố chen vào hàng ngũ Bình Xuyên, âm mưu chia rẽ lực lượng kháng chiến bồng bột. Bằng chứng dưới đây: lần thứ nhất, bọn chúng bí mật lập mặt trận quốc gia liên hiệp để chia rẽ với mặt trận Việt Minh, nhưng không thu được kết quả vì toàn thể đồng bào hoàn toàn tín nhiệm vào mặt trận Việt Minh là mặt trận thống nhất của toàn dân đã tranh đấu từ năm 1941, lập chiến khu giải phóng ở Việt Bắc, đem lại cuộc kháng chiến tháng 8 thắng lợi vẻ vang. Lần thứ hai, chúng công khai hợp tác với Hoạch Xuân, lập chính phủ bù nhìn Nam Kỳ tự trị Nam phần Việt Nam. Lần thứ ba, chúng lợi dụng Hòa Hảo, Bộ Tham mưu Liên khu Bình Xuyên, cố chia rẽ Bình Xuyên với chánh quyền Nam Bộ, cho khu trưởng Nguyễn Bình là độc tài. Sự thực thâm tâm họ muốn cướp chính quyền ở Nam Bộ. Lần thứ tư, bọn chúng phái Lâm Ngọc Đường xuống hành dinh khu phó Lê Văn Viễn, định lập khu giả, chiến khu quốc gia, làm hậu thuẫn, ủng hộ Bảo Đại và chống lại chính phủ kháng chiến do Hồ Chủ tịch lãnh đạo mà chúng phao là chánh phủ cộng sản. Sở dĩ bọn phản động len lỏi được vào hàng ngũ của Bình Xuyên là do sự cảm tình bằng hữu với ông khu phó Lê Văn Viễn, ông Lâm Văn Đức, tức Tư Tỵ, là chi đội trưởng chi đội 25. Bọn chúng lợi dụng tình cảm, mua chuộc lòng can đảm của hai ông, được xuống chiến khu ở Yên, lập mưu này kế nọ để xuyên tạc chia rẽ Bình Xuyên với chính phủ. Nhưng âm mưu xảo quyệt của chúng không thành là nhờ sự trung kiên của các tướng lĩnh cũng như chiến sĩ Bình Xuyên đồng tâm nhất trí ủng hộ chính phủ Hồ Chí Minh, đặt quyền lợi của Tổ quốc lên trên tình cảm, nên cùng đứng lên chống lại hành vi chứa chấp bọn phản động của khu phó Lê Văn Viễn, mặc dù chiến sĩ Bình Xuyên coi ông Viễn như một người anh. Đến giai đoạn quyết liệt này, không thể duy trì được nữa, không thể để bọn phản động lợi dụng danh nghĩa của Bình Xuyên để lừa gạt đồng bào, lôi kéo vào mặt trận bán nước để làm tay sai cho thực dân Pháp, gây cảnh nồi da nấu thịt. Muốn đập tan kế độc của thực dân, muốn tỏ lòng tin cậy đối với đồng bào, đối với chính phủ, muốn làm cho bọn phản động biết rõ sức chiến đấu của Bình Xuyên vì chính nghĩa, vì Tổ quốc, chúng tôi xin thay mặt toàn thể anh em chiến sĩ Bình Xuyên đồng đứng lên kêu gọi toàn thể đồng bào, các cơ quan chính phủ, các đoàn thể cứu quốc, các trung đoàn bạn ủng hộ chúng tôi ở tất cả mọi mặt để tảo trừ những phần tử phản động chui vào hàng ngũ của chúng ta. Chúng tôi muốn làm tròn sứ mạng ấy, yêu cầu các cơ quan, các đoàn thể góp tất cả những tài liệu, những hành vi vô chính phủ của bọn chúng còn ẩn núp trong dân chúng, gửi gấp cho chúng tôi để cuộc thanh trừng của chúng tôi chóng kết thúc. Ngày 8 tháng 6 năm 1948, thay mặt toàn thể chiến sĩ Bình Xuyên, ban chỉ huy. Hồ sơ 27, kho lưu trữ Bộ Quốc phòng, trang 156-157. Báo cáo tổng quát của Bộ Tổng Tham mưu về tình hình chiến sự toàn quốc tháng 6 và tháng 7 năm 1948.
Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.